Chào bạn quý mến. Bạn cảm nhận thế nào sau khi thực thi phương pháp nhiệm màu số 15 cải thiện mối quan hệ? Lưu Hà tin chắc bạn đã có được những trải nghiệm tuyệt vời khi nghiêm túc ngồi xuống và thực hiện đúng theo như hướng dẫn. Và nếu như bạn chưa có một kết quả thực sự tốt, hãy làm lại bài số 15 cải thiện mối quan hệ và bạn làm lần lượt từng bước đúng như bạn đã được nghe hướng dẫn. Còn hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một ngày mới tuyệt vời, ngày 16, phép màu và điều kỳ diệu của sức khỏe. Điều kỳ diệu vốn không trái với tự nhiên, chỉ là nó trái với những hiểu biết của chúng ta về tự nhiên. Thánh Augustine, nhà thần học và giám mục Công giáo, sinh năm 354 đến năm 430. Chúng ta vốn nên cảm thấy khỏe mạnh, đầy năng lượng và tràn niềm vui trong phần lớn thời gian, bởi vì đó là cảm giác khi có được sức khỏe đủ đầy. Tuy nhiên, trong thực tế thì rất nhiều người không thường xuyên, có người còn không bao giờ cảm thấy như vậy. Nhiều người đang phải đối mặt với bệnh tật và các vấn đề của cơ thể, hoặc phải chịu đựng sự suy nhược tâm lý hay những vấn đề về tinh thần khác. Và tất cả đều là trạng thái không khỏe mạnh. Lòng biết ơn là một trong những cách nhanh nhất mà tôi biết để có được sức khỏe toàn vẹn cho cơ thể và tinh thần. Tất cả những phép màu chữa lành bệnh mà chúng ta biết, đơn giản chỉ là việc sức khỏe được phục hồi ngay lập tức trong một cơ thể vốn đang ở tình trạng không khỏe mạnh, không hoàn hảo. Nếu bạn nghĩ rằng lòng biết ơn không thể tạo ra phép màu, thì hãy đọc vài câu chuyện trong số hàng trăm câu chuyện nhiệm màu trên trang web The Secret www.thesecret.tv/stories. Sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn sẽ gia tăng dòng chảy sức khỏe vào cơ thể và tâm trí bạn, và có thể giúp cơ thể lành bệnh nhanh hơn nhiều. Đó là điều rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra. Sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn cũng kết hợp rất tốt với những chế độ chăm sóc, dinh dưỡng hợp lý và bất cứ phương pháp y học nào mà bạn chọn. Khi có một căn bệnh nào đó trong cơ thể bạn, thì khả năng cao là bạn đã có cảm xúc tiêu cực về nó. Chẳng hạn như lo lắng, thất vọng hay sợ hãi. Nhưng những cảm xúc tiêu cực về bệnh tật không hề giúp bạn khỏe hơn. Thực tế, nó có tác dụng ngược lại, làm sức khỏe của bạn yếu đi. Để gia tăng sức khỏe, bạn cần thay thế những cảm xúc tiêu cực ấy bằng cảm xúc tích cực, và lòng biết ơn là cách dễ dàng nhất. Có nhiều người cứ giữ những suy nghĩ và cảm xúc không hài lòng về vẻ bề ngoài của mình. Không may là những suy nghĩ và cảm xúc này cũng làm giảm sút sức khỏe. Nếu bạn không thích gì đó ở cơ thể mình, có nghĩa là bạn không biết ơn cơ thể. Hãy nghĩ xem, theo quy luật hấp dẫn, việc phàn nàn về cơ thể chỉ thu hút thêm nhiều vấn đề khiến bạn phàn nàn. Vậy nên, việc phàn nàn về vẻ ngoài của mình sẽ khiến bạn đối mặt với nguy cơ giảm sút sức khỏe. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn đối với sức khỏe và cơ thể sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ có dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn đối với sức khỏe và cơ thể thì những gì anh ta hoặc cô ta đã có sẽ bị tước đi. Có thể bây giờ bạn đang bị bệnh hoặc cảm thấy không khỏe, thậm chí là rất đau đớn. Nhưng nếu bạn đang đọc những dòng này, thì có nghĩa là bạn vẫn đang nhận được món quà sức khỏe. Có lẽ khá khó khăn để cảm thấy biết ơn khi bị bệnh hoặc bị đau. Nhưng lòng biết ơn, dù nhỏ nhoi đến đâu, cũng giúp gia tăng dòng chảy kỳ diệu của sức khỏe vào cơ thể bạn. Phương pháp của ngày hôm nay, phép màu và điều kỳ diệu của sức khỏe,
được thiết kế để giúp bạn gia tăng sức khỏe và hạnh phúc một cách kỳ diệu. Và chúng tôi sẽ thực hiện một quy trình gồm 3 bước để gia tăng kết quả. Bước 1. Sức khỏe bạn đã nhận được. Mở ngoặc là trong quá khứ. Hãy nghĩ về sức khỏe tuyệt vời mà bạn có được trong thời thơ ấu, thời niên thiếu và cả khi trưởng thành. Nghĩ về những lúc bạn tràn đầy năng lượng và bạn thật hạnh phúc. Trong tâm trí, hãy nhớ lại 3 thời điểm bạn cảm thấy tuyệt vời, rồi nói từ nhiệm màu, cảm ơn, và cảm nhận lòng biết ơn chân thành cho những thời điểm đó. Nếu bạn nghĩ về những khoảng thời gian trọng đại trong đời, bạn sẽ có thể dễ dàng nhớ lại các thời điểm ấy. Bước 2. Sức khỏe bạn đang tiếp tục nhận được. Mở ngoặc trong hiện tại. Nghĩ về nguồn sức khỏe mà bạn vẫn đang tiếp tục nhận được hôm nay và cảm thấy biết ơn mỗi bộ phận, mỗi hệ cơ quan và mỗi giác quan đang làm việc thật tốt trong cơ thể bạn. Nghĩ về cánh tay, đôi chân, bàn tay, mắt, tai, gan, thận, não hoặc trái tim. Hãy chọn 5 bộ phận trong cơ thể đang hoạt động tốt và lần lượt nói từ nhiệm màu, cảm ơn trong tâm trí cho từng bộ phận ấy. Bước 3. Sức khỏe bạn muốn nhận được. Mở ngoặc trong tương lai. Trong phương pháp nhiệm màu hôm nay, hãy chọn một điều về cơ thể mà bạn muốn cải thiện, nhưng bạn sẽ sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn một cách đặc biệt. Nghĩ về trạng thái lý tưởng mà bạn muốn hướng đến. Khi cảm ơn trạng thái lý tưởng, bạn đã khởi động phép màu để mang lại cho mình trạng thái ấy. Điều thường gặp trong cuộc sống đó là khi một người được chẩn đoán mắc bệnh nào đó, thì họ không chỉ nói về nó rất nhiều, mà còn nghiên cứu về căn bệnh ấy. Thu thập thật nhiều thông tin, xem các triệu chứng có thể trầm trọng đến mức nào, và hậu quả đáng sợ ra sao. Nói cách khác, họ đã tập trung hoàn toàn vào căn bệnh. Tuy nhiên, theo quy luật hấp dẫn, chúng ta không thể xóa bỏ vấn đề bằng việc tập trung vào nó. Bởi vì khi tập trung vào vấn đề, bạn chỉ khiến nó tồi tệ hơn mà thôi. Thay vào đó, hãy làm ngược lại, tập trung vào trạng thái sức khỏe lý tưởng của bộ phận đang bệnh. Hãy nghĩ và cảm nhận về nó. Lòng biết ơn sẽ sử dụng ý nghĩ và cảm xúc của bạn đối với trạng thái lý tưởng để thu hút trạng thái ấy rất nhanh thôi. Hãy dành một phút để hình dung ra việc bản thân đang có được trạng thái sức khỏe lý tưởng mình hằng mong muốn. Và khi bạn thấy hình ảnh đó trong tâm trí, hãy biết ơn như thể bạn đang có được nó. Vậy nên, nếu bạn muốn chữa lành bệnh thận một cách nhiệm màu, hãy biết ơn những quả thận khỏe mạnh luôn thanh lọc và bài tiết chất độc hại ra khỏi cơ thể. Nếu muốn chữa lành dòng máu của mình, hãy cảm ơn dòng máu thanh sạch đã mang oxy và chất dinh dưỡng đến mọi bộ phận trong cơ thể. Nếu muốn chữa lành cho trái tim, hãy cảm ơn trái tim mạnh mẽ đã duy trì sự sống của mọi bộ phận. Nếu bạn muốn chữa lành thị giác, hãy cảm ơn khả năng nhìn hoàn hảo mà mình có được. Nếu bạn muốn chữa lành thính giác, hãy cảm ơn khả năng nghe hoàn hảo. Nếu bạn muốn dẻo dai hơn, hãy cảm ơn một cơ thể mềm dẻo và linh hoạt. Nếu muốn thay đổi cân nặng, hãy nghĩ về cân nặng lý tưởng mà mình muốn. Sau đó tưởng tượng bản thân đang có được mức cân nặng ấy. Sau đó cảm ơn như thể bạn đang có được nó rồi. Dù muốn cải thiện bất cứ điều gì, đầu tiên hãy tưởng tượng bản thân mình đang ở trong trạng thái lý tưởng. Sau đó cảm ơn trạng thái lý tưởng ấy như thể mình đã có được nó. Sức mạnh của tự nhiên bên trong chúng ta chính là phương thuốc chữa bệnh thật sự. Hippocrates, ông tổ ngành y khoa châu Âu, sinh năm khoảng
năm 460 đến 370 trước công nguyên. Bạn có thể thực hiện phương pháp phép màu và điều kỳ diệu của sức khỏe mỗi ngày và thực hiện nhiều lần trong ngày nếu muốn đẩy nhanh quá trình chữa lành sức khỏe nói chung hoặc một phần cơ thể cụ thể nói riêng. Nhưng quan trọng là bất cứ khi nào xuất hiện ý nghĩ hay cảm xúc tiêu cực nào về tình hình hiện tại, hãy thay thế nó bằng cách hình dung ra bản thân đang ở trạng thái lý tưởng bạn mong muốn và thể hiện lòng biết ơn chân thành, như thể bạn đã có được nó rồi. Phương pháp hiệu quả nhất để đảm bảo sức khỏe, ngoài việc chăm sóc cơ thể mình hợp lý, đó là luôn luôn phải biết ơn sức khỏe. Bây giờ là thời điểm bạn sẵn sàng với sổ, bút hay bàn phím của máy tính để thực thi phương pháp nhiệm màu số 16, phép màu và điều kỳ diệu của sức khỏe. 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hãy viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc, viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách và với mỗi điều hạnh phúc, hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. Hãy nhớ lại 3 thời điểm bạn cảm thấy tuyệt vời, rồi nói từ nhiệm màu cảm ơn và cảm nhận lòng biết ơn chân thành đối với những thời điểm đó. 3. Hãy chọn 5 bộ phận trong cơ thể đang hoạt động tốt và lần lượt nói từ nhiệm màu cảm ơn trong tâm trí cho từng bộ phận. 4. Chọn một điều về cơ thể mà bạn muốn cải thiện. Dành 1 phút để hình dung ra bản thân đang có được trạng thái sức khỏe lý tưởng và cảm ơn trạng thái lý tưởng này. 5. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Chúc bạn luôn có những niềm vui và thoải mái khi thực thi cái phương pháp nhiệm màu số 16, điều kỳ diệu của sức khỏe.